Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Xã Thạch Định tập trung sản xuất vụ mùa năm 2019. Hóa đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ. Huyện Thạch Thành triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng. Chăm sóc sức khỏe trong những ngày thời tiết nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc công tác thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, trong những ngày này, bà con nông dân xã Thạch Định đang tập trung tiến hành sản xuất vụ mùa năm 2019. Vụ mùa năm nay, xã đã xây dựng kế hoạch gieo cấy đạt 188 hectare, cơ cấu gộp hai trà là trà mùa sớm 130 hectare, cơ cấu bằng các loại giống KD18, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm số 7. Các loại giống này có thời gian sinh trưởng ngắn ngày từ 100 đến 110 ngày để tạo quỹ đất cho sản xuất cây màu vụ đông. Còn lại trà mùa chính vụ là 58 hectare, cơ cấu bằng các loại giống Q5BC15. Để công tác sản xuất vụ mùa đảm bảo về diện tích và lịch thời vụ, xã Thạch Định đã tổ chức hội nghị quán triệt về chỉ đạo sản xuất vụ mùa đến cán bộ xã và thôn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về cơ cấu giống, vùng, trà để bà con nông dân chủ động trong sản xuất. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đấu mối với phòng nông nghiệp huyện, công ty giống cây trồng của tỉnh, phối hợp với các thôn tổ chức cung ứng các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân. Theo cơ chế chậm trả để bà con nông dân yên tâm, tránh tình trạng nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện cho bà con nông dân sản xuất vụ mùa được thuận lợi hơn. Theo báo cáo, đến thời điểm này, bà con nông dân trong xã đã tiến hành cày giải phóng đất được khoảng 80% diện tích. Địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân tiến hành gieo cấy, chăm sóc bảo vệ diện tích lúa mới cấy, đảm bảo cho công tác gieo cấy đạt 100% diện tích theo kế hoạch đã đề ra. Với sự chỉ đạo sát sao và đồng bộ của các cấp ủy đảng chính quyền, cùng sự chuẩn bị chu đáo của bà con nông dân, tin rằng vụ mùa năm 2019, Thạch Định sẽ khắc phục được những khó khăn về thời tiết để giành một mùa bội thu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, để việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả nhất, doanh nghiệp cần hiểu rõ các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử như hóa đơn điện tử là gì, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử là gì, thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, v.v. Để hiểu rõ về nội dung này, Đài Phát thanh Truyền hình Thạch Thành phối hợp với Chi cục Thuế huyện Thạch Thành tóm tắt một số nội dung cơ bản liên quan đến hóa đơn điện tử như sau. Hóa đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ. Nghị định 119 về hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì? Theo thông tư số 32, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử gồm các loại, hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm, v.v. Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, v.v. Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật có liên quan. Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc, xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian. Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung sau. Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu, số ký tự hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn, thực hiện theo quy định tại phụ lục số 1, thông tư số 153 của Bộ Tài chính. Tên địa chỉ mã số thuế của người bán, tên địa chỉ mã số thuế của người mua, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính số lượng, đơn giá hàng hóa dịch vụ, thành tiền ghi bằng số và chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế, giá trị gia tăng phải có dòng thuế xuất, thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán. Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt,
trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên, từ 0 đến 9, sau chữ số hàng nghìn, triệu tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm. Nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị, phải đặt dấu phẩy sau chữ số hàng đơn vị. Đơn vị có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như Vinaphone, VNPT, Viettel, Misa, v.v. Vậy hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì? Hóa đơn điện tử có mã xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực của hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Đối với hóa đơn điện tử có mã xác thực, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử là gì? Theo thông tư số 32, người bán khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau. Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng các yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử. Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu kế toán tại thời điểm lập hóa đơn. Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ. Thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là gì? Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu thông tư số 32 để gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Lưu ý, sau 2 ngày gửi thông báo, nếu không có phản hồi của cơ quan thuế, doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử theo thông báo phát hành. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông báo và mẫu hóa đơn đã nộp tại địa chỉ tra cứu hóa đơn.gdt.gov.vn. Hóa đơn điện tử có liên không? Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn là bên bán, bên tiếp nhận hóa đơn là bên mua và cơ quan thuế cũng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất. Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng những hình thức nào? Gửi trực tiếp qua người bán theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên, như qua email và qua tin nhắn SMS. Gửi thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử và chứng thư số. Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu, như văn bản, hình ảnh, video, nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó, có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp. Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ, chứng thực chữ ký điện tử, phát hành nhằm xác nhận cơ quan tổ chức cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp. Chứng thư số có thể được xem là một chứng minh thư sử dụng trong môi trường máy tính và Internet. Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác định danh và cấp các chứng thư số. Người mua có phải thực hiện ký số và hóa đơn điện tử hay không? Đối với khách hàng là khách hàng cá nhân, khách hàng lẻ, không cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì không cần thiết phải ký điện tử và hóa đơn điện tử nhận được. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đơn vị kế toán, cần sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai thuế thì bắt buộc phải ký điện tử và hóa đơn điện tử nhận được thì hóa đơn mới được coi là hóa đơn điện tử hoàn chỉnh và có tính pháp lý sử dụng được với cơ quan thuế. Đối với hóa đơn mua hàng là điện, nước, viễn thông, khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán. Hóa đơn vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan thuế chấp nhận. Người mua kê khai thuế như thế nào khi nhận được hóa đơn điện tử? Người mua sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ bên bán, có thể kê khai thuế như quy trình bình thường với hóa đơn giấy. Người mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp cho mình hóa đơn điện tử đã được chuyển đổi ra giấy và có chữ ký và dấu của bên bán để làm chứng từ cho hồ sơ quyết toán thuế hoặc giấy tờ vận chuyển hàng trên đường. Hóa đơn đã phát hành và gửi cho người mua,
nhưng chưa giao hàng. Cung ứng dịch vụ hoặc người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai sót thì phải xử lý như thế nào? Người mua và người bán thỏa thuận về việc xóa bỏ hóa đơn sai. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai để gửi cho người mua. Trên hóa đơn thay thế phải có dòng chữ hóa đơn này thay thế hóa đơn số, ký hiệu, gửi ngày tháng năm. Hóa đơn điện tử đã xóa bỏ phải được lưu trữ, phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hóa đơn đã phát hành và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì phải xử lý như thế nào? Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận, có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót, hóa đơn điện tử lập ghi rõ điều chỉnh, tăng giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số, ký hiệu. Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm. Quý vị và các bạn thân mến, huyện Thạch Thành có 26.750 hecta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó 4.775,5 hecta rừng đặc dụng của vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn 3 xã Thạch Lâm, Thành Mỹ và Thành Yên. Ngoài khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, diện tích rừng đặc dụng của Thạch Thành còn giàu tài nguyên nên áp lực lớn đối với các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ rừng, chống khai thác lâm sản trái phép. Để bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, trong mùa nắng nóng, Hạt Kiểm Lâm Thạch Thành đã tham mưu cho chính quyền các cấp trên địa bàn xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời xác định vùng trọng điểm và các nguyên nhân dễ xảy ra cháy rừng như khu vực trên địa bàn các xã Thành Long, Ngọc Trạo, Thạch Cẩm, Thành An để xây dựng các giải pháp cụ thể quản lý các trọng điểm cháy rừng, trong đó nổi bật là thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đối với công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các hộ gia đình thường xuyên phát dọn thực bì, tu sửa các đường băng càn lửa, làm giảm vật liệu dễ cháy dưới tán rừng, làm mới đường băng càn lửa kết hợp với đường tuần tra bảo vệ rừng, diễn tập thực hành tác chiến chữa cháy rừng cho các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở, quản lý chặt chẽ nguồn lửa đem vào rừng trái quy định. Hạt Kiểm Lâm Thạch và Hạt Kiểm Lâm Cúc Phương thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương đã ký kết quy ước phối hợp bảo vệ rừng đặc dụng vùng giáp danh, thực hiện quy chế phối hợp. Kiểm lâm viên địa bàn xã Thành Yên, Thạch Lâm, Thành Mỹ đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể phối hợp trong hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với kiểm lâm phụ trách tiểu khu 6, tiểu khu 7, tiểu khu 13, tiểu khu 16, tiểu khu 18, tiểu khu 19 của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2019, toàn bộ diện tích rừng hiện có của huyện Thạch Thành đã được bảo vệ an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Chăm sóc sức khỏe trong những ngày thời tiết nắng nóng. Thưa quý vị, thời tiết oi bức của mùa hè khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nếu không chăm sóc sức khỏe đúng cách, sức khỏe giảm sút có thể ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống của mỗi người. Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, các bác sĩ cảnh báo mọi người cần hạn chế ra ngoài đường vào những giờ nắng gắt và nên hạn chế các hoạt động cần quá nhiều sức lực như hoạt động thể thao ngoài trời. Nếu phải làm việc ngoài trời nóng, cần điều chỉnh hợp lý giữa chế độ làm việc và thời gian nghỉ ngơi để tránh bị mất sức, thậm chí bị mắc bệnh do thời tiết nắng nóng. Mặc dù áp lực công việc nặng nề, nhưng mỗi người cần cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để cơ thể không rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đặc biệt, nên tránh làm việc ngoài trời quá lâu vào những thời điểm nhiệt độ tăng cao như giữa trưa nắng. Do đó, cần tranh thủ sắp xếp các loại công việc nặng nhọc vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều. Dân công sở mặc dù làm việc trong điều kiện có điều hòa, nhưng cũng không nên để nhiệt độ trong phòng làm việc quá cao so với nhiệt độ ngoài trời. Vì nếu phải ra ngoài, chênh lệch nhiệt độ lớn khiến cơ thể khó thích nghi. Mùa hè cũng là mùa đi du lịch, nhưng để tận hưởng những kỳ nghỉ vui vẻ, bạn nên chọn những địa điểm nghỉ dưỡng có khí hậu mát mẻ, không gian thoáng mát. Bạn cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách hạn chế hoạt động quá nhiều ngoài trời nóng. Một điều rất quan trọng nữa để bảo vệ cơ thể khi bắt buộc phải ra ngoài, thì người dân cần mặc áo, đội mũ kín để che vùng đầu và vùng gáy,
Đây là hai bộ phận rất quan trọng cần bảo vệ cẩn thận. Mọi người cũng nên chú ý đến việc lạp mát cơ thể bằng cách uống nhiều nước, vệ sinh da thường xuyên bằng cách tắm rửa hàng ngày, không để cơ thể da mồ hôi nhiều, dễ dẫn tới bị viêm da. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, trong bối cảnh thời tiết nóng bức, nếu không có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể rất dễ mắc các loại bệnh mùa nóng như viêm họng, viêm phổi, bệnh tiêu hóa, huyết áp, v.v. Nên tránh để da tiếp xúc với ánh nắng gay gắt vì những tia tử ngoại sẽ tác động mạnh, có thể gây ung thư da. Trong chế độ ăn uống, yếu tố đầu tiên là mọi người nên ăn chín, uống sôi để giữ vệ sinh vì thời tiết nắng nóng là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn phát sinh. Đồ ăn thức uống trong mùa hè rất dễ bị nhiễm khuẩn, hư hỏng nếu chế độ bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Do đó, cần lưu ý đến chế độ thực phẩm tươi sống, sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh. Thời tiết nắng nóng, sức khỏe giảm sút có thể khiến việc ăn uống của mọi người bị ảnh hưởng. Nhiều người cho biết cứ đến mùa hè là không ăn uống được và bị sút cân, thậm chí mệt mỏi thường xuyên. Để tăng cường sức khỏe trong mùa hè, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, nên chọn các loại thực phẩm mát có tính hàn. Cách nấu nướng cũng chú ý nên hạn chế chiên xào nhiều mỡ, nhiều gia vị cay, dễ khiến bạn bị nóng trong người. Các nghiên cứu cho thấy sức khỏe của chúng ta chịu ảnh hưởng lớn vào nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, và một trong số những thành phần quan trọng đó chính là vitamin. Nhu cầu vitamin cho cơ thể còn tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính. Tuy nhiên, có một số loại vitamin như vitamin C, vitamin nhóm B là những thành phần thiết yếu và cần được bổ sung thường xuyên để góp phần tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Cơ thể không tự tổng hợp vitamin mà phải bổ sung từ bên ngoài qua các nguồn thực phẩm như rau củ, trái cây, các sản phẩm dinh dưỡng có chứa vitamin và thuốc. Do đó, việc bổ sung vitamin vào mùa hè rất cần thiết để giúp cho cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại các loại bệnh tật. Sôi động, hấp dẫn và rực rỡ những sắc màu trẻ thơ, sân chơi sao nhí tỏa sáng mùa 3 đã quay trở lại với nhiều đổi mới hấp dẫn. Các em nhỏ từ 4 đến 15 tuổi trên toàn quốc có năng khiếu nghệ thuật sẽ được tham gia thi ở 3 thể loại: hát, múa, khiêu vũ và các thể loại khác gồm dẫn chương trình, kể chuyện, diễn kịch, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, võ thuật, v.v. Giải thưởng được trao theo 3 thể loại với 3 giải nhất, 3 giải nhì và nhiều giải phụ. Hãy đăng ký tham gia để có cơ hội gặp gỡ với các khách mời nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi, được thể hiện tài năng và nhận những giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm đơn đăng ký dự thi theo mẫu, bản sao giấy khai sinh, tên ba tiết mục dự thi phù hợp với lứa tuổi. Các thí sinh đăng ký tham gia chương trình bằng cách gửi hồ sơ về Phòng Văn nghệ Thể thao, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ email saonhitoasang2019@gmail.com. Hạn cuối là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thí sinh ở xa có thể đăng ký trực tiếp trong ngày sơ tuyển mùng 2 tháng 7 năm 2019. Vòng sơ tuyển sẽ chính thức diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 2019 tại trường quay tổng hợp Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Truy cập trang fanpage facebook.com/saonhitoasang hoặc gọi vào đường dây nóng 02373 852 623 và 0865 012 142 để biết thêm thông tin chi tiết. Sao nhí tỏa sáng, nơi ươm mầm tài năng nhí. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 2 dây chuyền đồng bộ, công suất 7,5 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền, trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt, sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin, xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình. MediaMart, MediaMart, hệ thống 110 siêu thị điện máy trên toàn quốc. Siêu thị điện máy MediaMart Thạch Thành, Thanh Hóa. Số nhà 253, khu phố 5, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cách cổng chợ Kim Tân 50m. Trân trọng gửi tới khách hàng chương trình hàng hè giá sốc cơn lốc quà tặng. Mua hàng không cần trả trước, trả góp lãi suất 0%. Mua TV giảm giá tới 50%.
100% tặng quà từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng. Mua điều hòa tặng quà, bao trọn miễn phí đến 2 triệu đồng. Miễn phí 100% vật tư ống đồng, miễn phí lắp đặt, miễn phí bảo dưỡng. Tặng vật trợ trị giá đến 1 triệu đồng. Mua được một trong vòng 1 năm, tài trợ trả góp 0% lãi suất. Mua quà điều hòa tặng quà lên đến 400.000 đồng. Duy nhất tại siêu thị điện máy MediaMarkt Thạch Thành, điều hòa inverter giá rẻ nhất thị trường chỉ từ 5.490.000 đồng, điều hòa 1.900.000 BTU giá cực sốc 4.890.000 đồng, quạt điều hòa Kangaroo giá sốc 2.490.000 đồng. Đặc biệt, siêu thị điện máy MediaMarkt Thạch Thành, Thanh Hóa, số nhà 253 khu phố 5, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cách cổng chợ Kim Tân 50m, miễn phí giao lắp được trả lên đến 45 ngày, trả trước không đồng, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com, hotline 1900 6788. MediaMarkt luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.